Hiệp hành cùng hội thánh. Hiệp hành cầu nguyện 7 ngày cùng 7 mối thương xác. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thần vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đường lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa, chỉ có Chúa là đấng hướng dẫn chúng con. Xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin dạy chúng con lối đường phải đi và cánh bước đi trên đường lối đó. Chúng con yêu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn, đừng để chúng con u mê xa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiến. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vĩnh cửu và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa là đấng hoạt động mọi nơi mọi thời trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con mãi mãi đến muôn đời. Amen. Ngày thứ tư, hội thánh hiệp hành viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Chữ tù luôn đi đôi với cụm từ mất tự do, nhưng chữ tù không bao giờ giam hãm được lòng thương xót và nhân ái. Lòng thương xót luôn viếng thăm, ủi an, nâng đỡ và tìm cách chuộc lại tự do cho người tù rạc. Đó chính là tinh thần của Đức Kitô, đấng đang hiện diện sống động trong các tù nhân. Như chính Chúa đã nói: ta ngồi tù, các ngươi đến thăm viếng. Tự do là dấu chỉ cao đẹp nhất nơi con người, cho thấy con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa,
và do đó cũng là dấu chỉ cho biết phẩm giá tuyệt vời của mỗi người. Tiến trình hiệp hành phải cho thấy quyền tự do là một đòi hỏi không thể bỏ được trong phẩm giá con người, nhất là khi mọi người được liên kết với nhau bằng các mối quan hệ hỗ tương xây dựng trên sự thật và công lý. Do đó, khi bị tù đày, dù bất cứ vì lý do nào, con người cũng cảm thấy bị tủi nhục, bị tước mất quyền lợi chính đáng của mình. Trong tiến trình hiệp hành, chúng ta phải thực thi lời mời gọi viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, nghĩa là thăm viếng những người không còn có thể bày tỏ sự tự do như những người bình thường khác. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh giúp thăng tiến và tạo điều kiện thuận lợi để tất cả mọi người được sử dụng tự do chính đáng của mình mà làm triển nở đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa, trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con biết rằng mỗi người chúng con được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, có quyền tự nhiên là được nhìn nhận như một hữu thể tự do và có trách nhiệm. Trong tiến trình hiệp hành, xin cho chúng con luôn biết quan tâm, thăm viếng những kẻ liệt cùng kẻ tù rạc và tạo điều kiện giúp họ sử dụng tự do của họ để hoàn thành ơn gọi riêng của họ. Xin đừng để họ bị mặc cảm tội lỗi, nhận chìm trong những thất vọng đau thương. Amen.